Bài 1 mình đã học về căn bậc 2 số học của một số A. Thì hôm nay ta sẽ qua bài số 2 là căn thức bậc 2. Và hàng thức căn A bình bằng chỉ trở lại. Ta sẽ nghiên cứu cái phần số 1 trước, đó là thế nào là cái căn thức bậc 2. Thầy có một cái hình như vậy sau đây. Thầy có hình như ABCD. Thầy có đường chéo, thầy đặt đường chéo DB. Thầy cho đây là 5. Độ dài cạnh AD thì đặt là gì? Thì ta sẽ tính cái cạnh này AB. Thì mình đã biết rồi, cái tam giác ABC và cái vuông này là A nè, thì có một cái định lý đầu tiên chính là định lý Pythagore. Thì mình sẽ áp dụng định lý Pythagore. AB cái bằng là căn, đây DB chính là cạnh quyền, thì bằng là DB bình trừ đi cái cạnh góc vuông còn lại là A DB bình. Thì thầy thấy rồi, DB bình 5 bình là 25, còn A DB bình là ít bình. Như vậy thì ta sẽ có một cái căn như vậy. Thì cái căn này ta gọi đây là chính là căn thức bậc 2. Trong đây trong còn cái này thì ta gọi đó là biểu thức dưới vô căn. Ta gọi căn 25 trừ ít bình là căn thức bậc 2. Còn 25 trừ cái bình ta gọi là biểu thức dưới vô căn. Bên đây ta có một cách tổng quan. Căn A là căn thức bậc 2. Như vậy, như các bạn trước ta đã biết thì một biểu thức trong căn muốn ra ngoài thì bắt buộc biểu thức trong căn mình phải là một số không bằng, hay hơn khác là căn A xác định hay là có nghĩa phi và chỉ phi. Cái biểu thức A của mình đó, trong căn đó, không phải lớn hơn bằng không. Đối ví dụ tìm x để căn thức sau có nghĩa còn là căn 7. Thì như cái tổng quát ở trên,
chia là một cái căn, muốn xác định thai của con bé không thì cái kích thước trung căn của mình phải lớn hơn không, mình áp dụng vô cái căn bé này có nghĩa khi mình chỉ sinh bài cái kích thước trung căn này, kích thước này lớn hơn không thì đấy là cái bắt quy trình rồi mình học lớp 8 rồi thì mình sẽ tuân thủ nguyên tắc về bóc giải bóc quy trình thôi, nghe là bây giờ nhanh nhưng mình chỉ có chia vậy là ta sinh thành lại lớn bằng lấy không chia ba là không thì số 3 là số dương cho đó cái chiều của mình là không thay đổi. Tiếp tục ví dụ số 2 căn trừ 5 à ta tìm hiểu cái biểu thức này thì cái căn này có nghĩa cũng tương tự là căn thức trong căn của mình biểu thức trong căn mình là trừ 5 lít nó phải luôn luôn lớn bằng không. À đây là cái tính nhan á, mình thấy dấu trừ mà cái tính trừ mà ta chỉ với sai đó là tương đương ít nghĩa là đây là nhan thì mình sẽ chỉ chia không chia cho trừ 5 do đây là cái đây là số 5 thì mình chia cho ông mình phải đổi chiều là vậy là không chia trừ 5 cũng bằng không căn. Đây mình có cái căn thức bậc 2 thì mình có nghĩa thế nào quyển thức trong căn lâu đây là căn nghĩa là 5 trừ 2 x lớn không mình sử dụng cái giải pháp phương trình bình thường lên mình sử dụng cái tỷ giá của mình lên sẽ được trừ 2 x trước này cộng 5 thì chuyển đây là trừ 5. Tiếp theo đây là nhân cái này thì ta chuyển qua chia và đây là âm 2 thì là chia số âm mình đổi chiều trừ 5 chia trừ 2 là mắc chiếc trừ còn 5 bằng 2 vậy là biểu thức xác định khi ít bé hơn 5 bằng 2 đó là cái cách xác định một biểu thức trong căn. Rồi tiếp theo ta sẽ nghiên cứu về thế nào gọi là hằng đẳng thức trong căn đó là phần hai nhỏ hằng đẳng thức căn A bình bằng chuyển đổi qua trước khi thì nghiên cứu cái đầu tiên của mình là trừ hai thì mình bình lên thì bằng là 4 trừ 1 thì mình bình lên bình phương mũ chẵn thì cũng ra số dương thôi 1 không bình bằng 0 1 bình bằng 1 2 bình bằng 1 còn cái cột dưới đây căn A bình vậy là A bình căn là 4 4 chứ là 2 đây là gì 1 tiếp theo là 0 đây cũng là 1 đây là 2 vậy là từ cái bảng này nó cho ta một cái công thức như sau có nghĩa là vậy căn A bình của mình thì nó bằng là chuyển đổi của A ví dụ căn 12 bình chúng ta thấy là 12 bình áp dụng cái công thức này bằng chỉ đổi 12 mà chỉ đổi 12 thì cũng bằng là 12 nên là điều về căn trừ 7 tất cả bình rồi thì áp dụng cái công thức này thì sẽ bằng là chỉ đổi trừ 7 mà chỉ đổi trừ 7 thì cũng bằng là 7 vậy tốt là cuối cùng ở đây một cái thứ hai là mình tính bình phương ra là 12 bình là 144 rồi sau đó mình dựa vào cái bài số 1 của mình 144 tức là 12 thì mình lấy ra 12 cái này như vậy trừ 7 cho các bình là 49 thì mình lấy ra cũng bằng là bằng 7 thôi. Ví dụ hai mình mở rộng lên ví dụ này mở rộng ra cái trường hợp căn hai mình rút gọn
chưa hề có một cái căn hộ này. Căn 2 triệu 1 tất cả. Chị đâu có căn 2 triệu 1. Trường hợp này là căn 2 triệu 1. Mình phải biết cái căn 2 triệu 1 này là lớn hơn 0 hay là nhỏ hơn 0 là mình bỏ cho chị đó. À, mình sử dụng cái bài so sánh của bài số 1, so sánh hai cái căn so căn bậc 2 của số học, thì ta thấy rõ ràng là 1 là đưa về căn là căn 1 thì nó bé hơn căn 2. Căn 1 bé 2 do đó là căn 2 lớn 1, do đó đó là số dương. Số dương do đó để nguyên. Thì mình giải thích là do căn 2 nó lớn hơn 1, do đó mình để nguyên. Ta tự nhiên là này. Trường hợp B, 3 trừ căn 11 tất cả bình. À, ta đầu tiên đến đưa về thì chị nói 3 trừ căn 11. À, đây là chị nói, do đó mình phải biết là cái giá trị đây là dương hay âm. Thì ta thật sự chúng ta so sánh bài trước là rồi, 3 chính là căn 9, bên đây là căn 11. Vậy là căn 9 nó bé căn 11, thì do đó là cái giá trị này đang là âm. Mà giá trị âm thì bắt buộc mình phải có số đối, mình ra ngoài cái đó là đặt cái trừ, tôi đặt cái trừ này, trừ bỏ căn 3 trừ căn 11. À, mình giải thích chỗ này là đo 3 nó bé hơn căn 11. À, khi mình sẽ tiến hành bỏ căn thì đây là bỏ căn trước qua là dấu trừ, thì mình sẽ đổi dấu là trừ 3 cộng đổi dấu thì nó thành là trừ 3 cộng căn 11 và đổi dấu. Vậy sau này khi âm giá cho trong giá trị đó là âm thì ra ngoài mình phải có dấu trừ trước, còn nếu giá trị đó là dương thì ra ngoài là bình thường nha. Đây là cái sử dụng cái bình phương cái thôi, hạn mức cao dành cho cái số. Để tương tự có những biểu thức của bài, à vậy ta sẽ có luôn một cái tổng quát về biểu thức. Biểu thức trong căn là nó có chứa biến, tổng quát là cái căn a bình phương, biểu thức a bình phương là biểu thức này có chứa biến này, thì bắt buộc ta phải chỉ tổng quát. Rồi từ đây mình mới xét là mình sẽ bằng a nếu cái biểu thức của mình lớn bằng không, và nếu là âm thì mình phải có dấu trừ chứ, nếu biểu thức là âm. À, ví dụ mình đúng còn biểu thức đây, ví dụ đúng rồi. À, tại người ta cho biểu thức căn x trừ 2 căn 2 bình với x lớn hơn 2. Anh giải sao là có căn x trừ 2 căn 2 bình thì mình bây giờ chỉ đổi x trừ 2. À, từ đó mình phải xem xét là trong chỉ đổi này là số dương hay số âm. Mà muốn xem xét thì phải nhìn vô cái điều kiện ta cho. Với x lớn bằng 2, x lớn bằng 2 mà x trừ 2 thì chắc chắn nó là phải lớn hơn bằng 0 rồi. Do đó kết quả gần bằng chính nó, x trừ 2 đây. X lớn bằng 0 thì bằng chính nó. Thì mình giải thích rõ ràng cho là do cái điều kiện của mình. Do đây, điều kiện là x lớn bằng 2. Đó là lúc còn được đưa đứa ra ngoài chồng. Điều B, căn bậc 2 là 6 thì ta làm sao ta có, ta sẽ đưa về bình phương căn a 6 á, thì mình sẽ đưa về là mình sử dụng cái tính chất của lý thừa là mũ của mũ nhân tạo ra lý thừa a mũ m tất cả của n thì bằng là a m nhân n lý thừa, mà số 6 thì đưa về mũ 2 là
u 2 là u 3 thì ta đưa về đây, mình phân đưa về chỉ đối a u 3. Rồi ở đây thì đó mình phải xem xét coi cái giá trị a u 3 này nè là như hay không. À ta để ý rằng cái mũ 3 là mũ lẻ, mũ lẻ nó có thể là số dương, nó có thể số âm, nên kết quả là số dương không, do đó ta căn cứ một cái điều kiện a bé không, đây mũ lẻ, do đó bé không thì mình phải thêm a bé không, biểu thức bé không thì phải biểu thức trừ, chỉ kết quả thôi bằng là trừ a mũ 1. À ta lưu ý nha, có ví dụ như mặt mũ trắng thì sao, mũ trắng thì có căn, ví dụ là như này c a mũ 8 đi, ví dụ a mũ 8 thì mình đưa về được là a mũ 4 mặt cả mũ 2 chỉ có a mũ 4, mà a mũ 4 thì luôn luôn là mũ trắng, luôn luôn ra siêu dương thì kết quả là a mũ 4 thì mũ trắng không căn gì kìa. Ta chú ý nào đó, hay ví dụ 1 đi, ví dụ 2 a à, cũng là lớp vật nhưng mà nó thuộc về lớp vật biểu thức căn 2 trừ căn 3 tất cả bình còn căn 3 đây một biểu thức nhỏ đây căn 1 2 à, thì ta sẽ làm như sau đây, thì bình phương trong căn, bình phương trong căn thì đưa về là chỉ đó cái nào, lúc nào tôi nhớ như vậy thì thôi, bên đây không làm gì đâu. À đây đó chỉ đối thì ta sẽ xem xét là mình sẽ bỏ chỉ đối, thì muốn bỏ thì mình phải coi cái nước này dương nhau, thì ta rõ ràng mình sử dụng so sánh thôi. Hai chỉ là căn 4 đưa về chỉ là căn 4, bên đây là căn 3 thì căn 4 lớn hơn căn 3 thì là giá trị là dương, dương thì bằng chỉ đối. À cái luật là không bằng. À kết quả là hai mắt. B. Rồi, ta thấy tiếp tục. Thì đây là một bình phương trong căn, thì mình đưa về. Bên này là nhà. Rồi, trong giá trị đó thì mình coi dương theo. Thì dẫn tiếp tục một số sách luôn rồi đó. À, 3 thì mình là đưa về là căn 9. Căn 9 với căn 11. Căn 9 căn 11 thì là nó bé hơn. Vậy là cái giá trị trong giá trị đó là âm, do đó mình phải đặt dấu trừ. Nếu đặt dấu trừ thì mình chúng bên đó thì ta dùng đảo ra thôi, đảo ra thôi là được rồi, thì nó sẽ ra bằng là căn 11 trừ 3 này là mình giải thích cái này là vì là 3 bé căn 11 đó. Còn cái này là vì 2 nó lớn hơn căn 1 nghĩa là tự nhiên rồi đã được bình thường căn 1 chia căn 1 mắt của là trừ không. Đó là một số ví dụ về cái hàng hạn thức trung căn về cơ bản. Thì về nhà ta có thể làm bài tập luyện tập thêm là cái bài tập số 6, số 7 và số 8 trong sách giáo khoa căn 10. À ta có thể về nhà làm bài tập về nhà. À, bài 6, bài 7, bài 8 và bài 9 sách giáo khoa trang 11. Vậy là qua cái bài này chúng ta cần nắm được là gì? Một cái mấu chốt quan trọng đó là chúng ta phải nắm được là cái biểu thức trong căn luôn luôn phải là lớn hơn bằng không, và thứ hai là cái hàng thức trong căn thì đưa ra ngoài thì luôn luôn nằm trong giá trị đối, từ đó mình mới xem xét là trong giá trị đó là dương hay âm thì mới mình bỏ giá trị tiền đối ra. Và các em nghe gán về nhà làm tập 6, 7, 8, 9 trang sách giáo khoa trang 11.